Hello, welcome you to our next video. The video today is about the letter D. Và xin chào bố mẹ đã đến với phần video tiếp theo. Bài học này chúng ta sẽ cùng nhau hướng dẫn con học về chữ cái D. Okay, you ready? Rồi, bố mẹ đã sẵn sàng chưa nào? Yes! Okay, here we go. D. Đó. Chữ này thì giống với âm D tiếng Việt nhưng mà chúng ta kéo dài âm y này, d, đó, chứ mình không đọc là d nha, đó, d, đấy, d, 1, 2, 3, phải kéo dài nha, d, good, dog, d, o, g, dog, 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 đó và à, chúng ta muốn tương tác với con nhiều hơn thì có thể giả tiếng của con vật cũng rất là hiệu quả. Dog. D is for dog. D is for dog. D is for dog. Doll. D. O. Âm O tròn, kéo dài. O. O và đẩy cái lưỡi lên này. O. Doll. Doll. Búp bê ha. Doll. D is for doll. D is for doll. D is for doll. Doll. Đó. Mình dùng thêm những cái cử chỉ hành động thì càng diễn tả cái từ đó tốt hơn. À, để con thêm cái phần tương tác với cái từ vựng. D is for doll. Duck, 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 duck. Bố mẹ chú ý bật âm cuối nha. Duck. D is for duck. D is for duck. D is for duck. Good. Dog. What is this? Dog. Yeah. What is this? Dog. Oh. Yeah. And what is this? Duck. Duck. Yeah. Very good job. Duck. Duck. Và chúng ta thể sử dụng với cái phần tốc độ nhanh để ôn lại từ vựng như sau. Dog. 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 Duck. Duck. Very good job. Enjoy your great lesson and see you in our next video. Rồi và hẹn gặp lại bố mẹ ở trong video sau. Phần tài liệu thì thầy vẫn để ở phần phía bên dưới mô tả. Nếu bố mẹ nào chưa in thì hãy download về và in ra cho tiện lợi.